Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình VXLAN trên Firewall FortiGate. VXLAN viết tắt của Virtual Extensible LAN là một công nghệ ảo hóa mạng được sử dụng trong các triển khai điện toán đám mây lớn. Nó đóng gói các khung Ethernet lớp 2 trong các gói IP lớp 3 bằng cách sử dụng giao thức vận chuyển UDP trên cổng 4789. Để đơn giản thì các bạn có thể hiểu là với VXLAN, chúng ta sẽ có các máy tính cùng một VLAN nhưng được ngăn cách với nhau bằng các miền Layer 3, nghĩa là các máy tính có thể cùng một VLAN mặc dù được đặt tại các vị trí cách xa nhau, miễn sao IP hai đầu FortiGate có thể ping thông và không có firewall chặn các cổng và dịch vụ liên quan đến VXLAN là được. Ví dụ, mình đang có mô hình gồm hai firewall FortiGate nối với nhau bằng một link Layer 3. Bên dưới hai firewall là hai máy tính được kết nối. Với mô hình mạng thông thường, các bạn sẽ cần hai giải mạng LAN cho hai PC này. Tuy nhiên với VXLAN thì hai máy tính này có thể sử dụng chung một giải mạng. Mình sẽ cấu hình VXLAN trên hai firewall để hai máy tính này có thể ping được đến nhau. Trước tiên mình sẽ cấu hình cổng Layer 3 kết nối giữa hai firewall. Mình sẽ đặt IP theo sơ đồ. Để tạo các VXLAN Tunnel, các bạn sẽ cần truy cập vào giao diện dòng lệnh do giao diện web chưa hỗ trợ tính năng này. Các bạn có thể theo net SSH hoặc console vào firewall. Mình sẽ sử dụng luôn giao diện dòng lệnh ở đây. Vào mode Config System VXLAN. Sau đó thì tạo một VXLAN mới. Mình sẽ đặt tên là VXLAN 192, tương ứng như VLAN phía dưới. VNI mình sẽ sử dụng 192. VNI này giống như VLAN ID, nó là VXLAN ID. Sau đó cấu hình VXLAN này vào một cổng cụ thể. Cổng này sẽ là cổng có thể kết nối tới thiết bị đầu kia. Trong mô hình của mình thì nó là port 2. Remote IP sẽ là IP của Fortinet 2. Các bạn lưu ý với giao diện dòng lệnh của FortiGate thì các bạn phải thoát ra khỏi mode cấu hình thì những câu lệnh đã gõ mới có hiệu lực nhé. Quay lại giao diện web. Các bạn sẽ thấy có một VXLAN Tunnel được tạo. Sau đó các bạn tạo một VLAN 192 bên trong VXLAN Tunnel này. Chọn Grid New. Interface. Interface chọn VXLAN 192 Tunnel vừa tạo. VLAN ID là 192. Bỏ mục tích chọn Grid Address này đi. Nếu các bạn vẫn để mục này thì các bạn sẽ không add được member ở các bước sau. Tiếp theo chúng ta tạo VLAN 192 trên cổng 3 cho phần mạng LAN bên dưới. Interface là cổng LAN. VLAN ID vẫn là 192. Phần IP các bạn để mặc định và bỏ dấu tích ở phần Grid Address này đi. Tiếp tục chọn Grid Interface. Chọn Type là Software Suite và S2 VLAN các bạn đã tạo vào. IP 192.168.0.1 mình sẽ cấu hình ở interface này.
Các bạn có thể thấy một software switch được tạo ra với hai member. Tương tự, mình sẽ cấu hình trên firewall 2. Các bạn có thể thấy khi mình enable dòng grid address thì mình sẽ không chọn được VLAN 192 nữa, nên các bạn lưu ý tắt mục đó đi nhé. Tiếp theo mình sẽ cấu hình hai switch access. Hai switch access thì các bạn chỉ cần cấu hình VLAN và trunking là được. Cổng nối lên firewall sẽ là cổng trunk, còn nối xuống PC sẽ access VLAN 192. Ok, như vậy là xong. Mình sẽ đặt IP trên hai PC và test thử. Gateway trên PC 4 các bạn đặt là .1 hoặc .2 đều được, tùy vào các bạn muốn traffic đi ra ngoài LAN thế nào thôi. Mình sẽ ping thử. Các PC có thể ping được lẫn nhau. Trên FortiGate các bạn có thể sử dụng lệnh diagnose SYS VXLAN FDB list và tên của VXLAN các bạn đã tạo.
Các bạn có thể thấy là các địa chỉ MAC đã được học thông qua VXLAN ở đây. Trên VNI 192, port 4789, được gửi từ firewall 1 là 10.0.0.1. Trong đây sẽ có một IP là IP của PC3. Mình sẽ show thử MAC của PC3. MAC của PC3 là 6803. Tương tự, firewall 1 cũng sẽ học được địa chỉ MAC của các máy tính thuộc firewall 2. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình VXLAN trên firewall FortiGate. Nếu các bạn gặp khó khăn gì có thể comment bên dưới video để mọi người cùng khắc phục nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.